Chào đây anh em, vô quá nó lộn. 30 đến 12 thôi, chuẩn bị bước qua 1 rồi. Thì hôm nay mình đi chơi Tết. Có lẽ là hôm nay sẽ đi 2 người, nhưng mà vì bạn gái mình có việc bận ở nhà gia đình, thì nói chung là cũng chuẩn bị Tết á, thì nó là
Giờ tưởng nó chẳng buồn nha. Rồi bên chẳng thì luôn kìa. Wow, ghê vậy. Nó lại chặn cái này đó, cách cỏ bưng xe hả? Years later. Lâu lâu ra ngoài đây đứng rồi quay phim về cho anh em chill thiệt. Ok ha. Thì để bây giờ mình sắp xếp mình cho anh em xem một cái view mới của kênh Quốc Nguyễn Vlog ha. Đây là kênh của góc view của CBR 650R. Ok ha. Thì để mình set up xong rồi mình sẽ quay cho anh em xem ha. Rồi. Okay. Đây là con CBR của mình ha anh em. Để mình chỉnh trang phục lại. Nay ăn Tết mà phải mua cái xe màu đỏ cho nó nổi nổi xíu anh em. Nay là đúng mùng 1 luôn thì mình sẽ cố gắng mình làm cái video này ngay mùng 1 để mình up lên. Đây, đây là tổng quan con CBR 650R của mình ha. Thì con này mình cũng đang bán luôn. Phân khối lớn thì mình sẽ vừa chơi vừa bán, thành ra anh em nào có yêu cầu mua thì anh em cứ vào anh em hỏi mình ha. Cứ liên hệ qua số điện thoại của mình thì mình sẽ báo giá cho anh em. Ok. Thì mình đã nói với anh em là mình sẽ vừa chơi vừa bán, là anh em cứ vào hỏi ha. Riêng con chó lửa mình sẽ không bán nha. Rồi ok. Đây là con CBR 650R của mình. Thì xe nó có lên một số đồ chơi cơ bản là chống đổ, ốp lốc máy, mang cá carbon, đèn Kenzo KZ40. Đó. Cầm công tắc của đèn. Ok ha. Rồi bên đây thì có ốp lốc máy cũng chống đổ. Rồi đèn KZ40. Dắt chân này là dắt chân độ. Rồi cây bô Acrabovic. Mình nghe anh em nói là cây bô này là cây bô lục giác gì đó thì phải. Đó. Thì cây bô này bắt vô đây. Đấy, cho anh em xem. Rồi còn một vài thứ linh tinh lang tang. Xe mình thì độ không có nhiều anh em, chỉ làm như đây thôi. Đấy. Tổng quan con xe của mình thì làm cũng khá khá. À và bộ tem nữa nha. Bộ tem của cái này nó dơ nha anh em. Sorry bữa giờ đi xe nhiều quá nó dơ, hơi bụi. Đây là bộ tem. Bên hình như mình nghe nói là Akadecan, bên chủ trước nói là Akadecan dán, hay là bên nào á dán thì mình không nhớ rõ, nhưng mà nói chung là bộ tem này cũng mấy triệu á. Đó. Ok ha. Rồi ốc ben năng. Đó. Cái này thì chủ trước người ta gắn chứ mình không có gắn. Mình chỉ gắn là mình chỉ gắn cái giá đỡ Motorwork này thôi. Đó. Đó thấy không? Mình thì 1m63. Ấy 1m73 sorry anh em. 1m73 thì mình chống chân con này khá ổn. Đó.
Nói chung là mình di chuyển trong phố rồi được, mình sẽ không gặp những cái khó khăn quá. Và đường đi, đường chạy để mình điều chỉnh cái này lại cái cho nó bằng bằng xíu, nhìn cho đẹp. Rồi ok. Rồi đề máy lên cho anh em nghe ha. Đây là Boa Caro Acrabovic. Ok ha. Cũng mua.